Khi nào bạn thực sự hạnh phúc? Đối với nhiều người, đó là lúc không phải giấu giếm những cảm xúc thật sự của mình, không phải lựa lời mà nói cho đẹp lòng người lạ, không phải lên gân làm ra vẻ trước đám đông. Đó là lúc những người bạn chuyện trò chân thành. Cả một đời, có bao nhiêu lần con người ta dám nói thật những suy nghĩ của mình? Hãy nhìn những người sống thật, họ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tại sao ta không tìm đến những người bạn có thể nói chuyện một cách chân thành? Phải, tôi có một người bạn như thế. Là chủ tiệc trong chương trình Nói ra đừng sợ, điều tôi tìm kiếm ở những nhà hàng nơi tôi đến không chỉ là một món ăn ngon hay một không gian sang trọng. Một nhà hàng đẳng cấp phải là nơi mang đến cho ta những trải nghiệm mới mẻ và kích thích trí tưởng tượng của ta khám phá. Và Lý Club là một trong số ít các nhà hàng làm được điều đó. Có thể nói, Lý Club là tổng hòa của những điều tưởng như là trái ngược, nhưng hóa ra lại rất hài hòa và duyên dáng. Từ các họa tiết hoa cúc được cách điệu cho tới bộ sưu tập gương mặt nàng Lina Cavalieri của danh họa Piero Fornasetti. Từ các loại rượu vang hảo hạng cho đến sự kết hợp khéo léo giữa cái tinh tế thanh lịch của ẩm thực phương Đông với sự nồng nàn quyến rũ của phương Tây. Tất cả những điều đó tạo nên cho một bữa tiệc thịnh soạn không chỉ cho cơ thể mà cả trí óc của tôi. Bạn đồng hành của tôi hôm nay là doanh nhân Lê Kiên Thành. Đã có nhiều lời đồn đoán về sự thành công của anh, nhưng tôi nghĩ thành công lớn nhất của anh chính là đã dám ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình. Albert Einstein có một câu nói nổi tiếng rằng: Logic sẽ đưa ta từ A tới B, còn trí tưởng tượng sẽ đưa ta tới bất cứ đâu. Và nếu bạn còn chút nào nghi ngờ về chân lý đó, hãy tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi tại Lý Club và bạn sẽ hiểu. Anh Thành, em phải cảm ơn anh dành thời gian đến dự bữa cơm với em. Em biết anh rất là bận. Thì em muốn hỏi anh cái chuyện là trong cái quá trình làm việc của anh đó, thì anh có bị cái áp lực nào khi anh luôn luôn được coi như là con của Tổng Bí thư, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì nó có tạo cho anh cái áp lực trong cái quá trình làm việc của anh? Thực ra thì nếu mà nói là cái áp lực về là con của một cái người lãnh đạo đất nước ấy, thì nó đi theo suốt mình trong từ thời đi học lẫn vào bộ đội lẫn đi ra đời làm việc, thì cái đó là một cái áp lực nó gọi là luôn luôn. Áp lực theo một cái nghĩa là gì, là ví dụ như hồi mình đi học chẳng hạn, là mình trong một cái phần cố gắng mà để học cho tốt ấy, cho giỏi là nó là vì một cái phần áp lực đó. Nếu mà người ta, nếu mà mình làm bài không tốt và ở đâu đó có một cái ánh mắt nhìn mình mà anh có cái điều kiện như thế so với mọi người rồi lại thế nào kia, mà lại chỉ học thế thôi à, ví dụ như vậy, thì nó là một cái nặng nề lắm. Và hồi đó ấy, nhất là những lần mà đi sơ tán về nông thôn chẳng hạn, thì có thể lúc đầu người ta không biết đâu, nhưng mà sau này người ta biết thì người ta nhìn mình từ cái động tác mình cầm sẻng như thế nào, động tác mình tới gần con trâu như thế nào. Đó là những cái mà nếu như người bình thường không bao giờ người ta để ý hết. Nhưng mà như bọn mình ấy, là những người mà con lãnh đạo thì cái áp lực nó lớn. Anh đi học anh có dễ đánh bạn không? Mà hay là nói cách khác là bạn bè có dễ gần gũi với anh không? Mình nghĩ thì chắc là do tính của mình tương đối hiền cho nên là cũng dễ. Và thực ra thì là khi đi đến một cái trường nào ấy, phần lớn lúc đầu người ta không biết mình là ai. Thế sau rồi đến khi mà tình cờ người ta biết là mình xuất thân từ gia đình thế thì mọi người hơi ngạc nhiên là à, thế sao thế mà chỉ thế thôi, ví dụ thế chẳng hạn.
hoặc là ngược lại, có những cái mà khi mà người ta chưa biết là ai thì người ta rất dễ chấp nhận những cái sai sót của mình. Vậy. Thế nhưng mà khi người biết rồi thì lại họ cho cái đó là không chấp nhận được. Ví dụ như cùng một cái thói tư tật xấu với các bạn bè khác thì họ lại nghĩ là mình không nên có. Ví dụ như vậy. Nhiều khi họ cường điệu cái lỗi của mình lên. đúng. cái hồi đó em cứ tưởng tượng là các con các nguyên thủ quốc gia thì thường là được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Ví dụ như ông Kim Jong-un ngày xưa đi học cũng vệ sĩ từ xa bảo vệ. Thì hồi đó ta có cái chế độ đó không anh? Không hề. Hồi đó phải nói là nếu mà nhìn như thế này thôi thì không biết được ai là xuất thân từ gia đình nào hay là bọn mình đi về nông thôn học ấy, thì người ta chỉ xếp bọn mình như là học sinh thành thị. Thì hồi đó thời chiến tranh có một cái lớp người đi về nông thôn sơ tán. Thì trong lớp thì thường chia ra làm hai loại học sinh ở địa phương nông thôn và bọn mình là học sinh thành phố. Thế thì cũng giống như là những người đi sơ tán bình thường từ Hà Nội không ạ? Bình thường. Và nhân cái chuyện mà em nói về cái con của Kim Nhật Thành của bảo vệ thì khi mà anh làm nghiên cứu sinh bên Đúc Na, thế bên thì Nga. Bên Nga thì chơi đá bóng với những người Hàn, những người Bắc Triều Tiên. Thế sau ấy thì họ tình cờ biết mình là con của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì người ta không tin. Người ta bảo rõ ràng hôm nay ta thấy đá bóng nó ngã lăn quay ra mà chạy chạy lại đỡ làm sao mà có cái chuyện gì thì cũng thể nghĩ được. Cho nên em mời anh. Chúc sức khỏe anh. Chúc sức khỏe nhân năm mới anh nhé. Chúc sức năm mới. Thế cái hồi đó học cùng anh là có nhiều con cái các quan chức cao cấp của mình với các nước học cùng anh không? Không có. Hồi học phổ thông thì hồi đó bọn mình có học chung với một số con của các vị lãnh đạo trong nước như là con của bác Phạm Hùng, của bác Lê Đức Thọ, ví dụ như bác Hoàng Quốc Việt. Thì hồi đó nhiều khi là cũng đi sơ tán về một cái địa phương nào đó đấy thì còn chứ không hề có như nào mà trường riêng không có trường riêng không có gì cả. Chỉ có một cái năm là mình hồi đó là 12 tuổi đi học trường thiếu sinh quân của quân đội. Thì cái trường đấy thì không phải dành cho con em cán bộ cao cấp mà cả những cái cán bộ quân đội mà đi bê lâu năm hay là thương binh liệt sĩ hay là cái gì đấy thì là hồi đó mình thành lập ra một cái trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Để thì mình có một năm học trong cái trường đó. Thì trong trường ấy thì sống như trong bộ đội. Cũng một cái anh phụ trách là bộ đội. Thế rồi mặc quần áo bộ đội, sinh hoạt giống hệt như bộ đội. Đấy. Cũng phải gấp chăn màn. Rồi đi đều. Cho nên là khi mà mình nhập ngũ ấy thì so với những người khác là mình không ngỡ ngàng cái cuộc sống bộ đội. Không hề. Cái hồi đó là vì sao anh đi học trường thiếu sinh quân? Nó là một cái tiêu chuẩn để... Không phải tiêu chuẩn, mà tự nhiên có cái hồi đó là như là thấy một số bạn bè cùng lứa đi vào đấy thì mình cũng xin ở nhà là cho đi vào trường thiếu sinh quân. Thế mà nếu mà lúc năm thì mới có hơn 10 tuổi, 11 tuổi, mình cho là nhỏ lắm. Thế mà mình rất ngạc nhiên là tại sao như mình, cá nhân mình bây giờ mình không thể cho một đứa bé 11 tuổi đi sống một mình như trong cái môi trường ấy được. Nhưng mà không hiểu tại sao hồi đó ở gia đình lại chấp nhận để mình đi sống xa gia đình. Mà bởi vì ở cái trường xa Hà Nội không anh?
nó sơ tán lên trên Thái Nguyên rất xa, và sau đó nửa năm thì lại đi sơ tán sang một cái nước bên cạnh Trung Quốc. Cho nên là mà nếu mà so với những cái điều kiện của nhiều con em cán bộ mà họ đi bê rồi đi công tác xa thì cái môi trường trong trường có lẽ tốt hơn, nhưng mình ấy thì ngược lại, có lẽ ở nhà thì là tốt hơn. Nhưng mà mình không hiểu tại sao là ở nhà lại chấp nhận cho mình một năm trời là lang thang, không phải lang thang mà xa hẳn gia đình sống rất độc lập. Mình hồi đó là trước khi vào trường đã bao giờ tự giặt quần áo bao giờ đâu, không bao giờ tự giặt quần áo, vì nó thế. Mình không cho là vì mình không đi kiện, mà có lẽ ở thành thị những cái đứa trẻ mà hơn 10 tuổi mà bảo tự giặt quần áo tự nó khi khó. Lúc đấy cụ đã là tổng bí thư cho anh nhỉ? Rồi chứ. Rồi, vâng. Ông già là tổng bí thư từ năm 60 mà. 60, vâng. Mà lúc đấy là năm đấy là năm 66, 66, 67. 66, 67, vâng. Trước Mậu Thân. Trước Mậu Thân. Vâng. Cái, nhưng mà anh có nhiều cái thời gian gần gũi với cụ không anh? Cái thời ở nhà anh có gần gũi như là những giữa những người cha với người con bình thường ở các gia đình khác? Khi mà còn nhỏ ấy thì ở nhà mình có một cái thói quen là cứ ăn cơm chiều xong thì ông già bao giờ cũng gọi bọn trẻ con vào ngồi cũng kể chuyện. Cái quãng mà cái thời kỳ hoạt động miền Bắc, miền Trung, miền Nam sao, về tù thế nào, thế nọ thế kia. Mình cứ có một cảm giác là ông già gần như là chia sẻ với con cái những cái đó, và không coi như là nó nói chuyện với người nhỏ lắm, mà coi như là nói chuyện với bạn bè. Một trong những đặc điểm của ông là luôn luôn coi con như bạn, mặc dù nó nhỏ lên đến mức độ nào. Và sau này khi mình hiểu ra là gì, ông ấy đi làm cách mạng là vì hồi nhỏ ông hay nghe những người bác trong gia đình đêm nào cũng ngồi với nhau nói chuyện cách mạng. Thế và nó nảy sinh một cái tình cảm từ lúc đó, và sau này ông muốn làm lại như thế đối với gia đình. Tức là từ nhỏ, bởi vì với một đứa nhỏ quá mà nói chuyện cách mạng nó khi khó hiểu lắm. Còn mình chỉ 6, 7, 8 tuổi chứ, mà cứ nói chuyện như là mình đã hiểu gì lắm rồi. Nhưng mà mình cũng thấy một cái điều là thiết ông đúng là vì sao tất cả những câu chuyện mà ông kể thời đó là mình vẫn nhớ hết, gần như nhớ hết từng chi tiết. Và con cái thì bao giờ cũng muốn học theo cha mẹ. Cái lúc đó anh nghe những cái câu chuyện đó, mặc dù là có thể anh không chưa chắc anh đã hiểu cách mạng là gì, nhưng mà anh có cái lúc đó anh đã có cái chí hướng là sẽ noi theo và làm ra những gì như là cụ đã từng làm. Hồi nhỏ thì mình quả thật là mình không hình dung ông già mình là ai. Không nói thế chứ không bảo tổng bí thư là gì, làm sao hình dung, không hình dung ra. Chỉ biết là mình có một người bố mà có một thời gian rất dài ở cung đảo, rồi bị đánh đập bị ở kia, và bây giờ hình như là làm một cái chức vụ gì một ông to thế nhưng mà nó chỉ đến thế thôi. Thế nhưng ấy, cái mà đúng là ông ấy gieo vào trong lòng bọn mình là cái gì, ví dụ như là ông hay nói nhiều về tình cảm với những người nghèo, thì đúng là cái chuyện đó sau này nó đi theo mình mãi. Ông ấy hồi xưa ông có kể một cái chuyện là khi ông nhỏ ấy, thì bà nội mình, tức là mẹ ông, là kể cho ông nghe một câu chuyện là khi bà nhỏ, bà đi qua một cái gia đình bên cạnh mà thấy luộc một nồi khoai to, thì bà nghĩ trong đầu bảo không đến bao giờ nhà mình có nồi khoai ghê mà ăn. Thế mà khi ông nghe cái chuyện đó ông khóc kinh khủng, và sau này ông ấy đi làm cách mạng ấy, thì ông thề một điều rằng
cứ người nghèo nào là có mẹ mình trong đó. Cứ bất kỳ một nhìn thấy người nghèo nào là như là mẹ mình trong đó. Và có lúc mà ông nói với bọn mình gay gắt, nói gay gắt mức độ là nếu như mấy đứa ấy mà không biết thương người nghèo thì mấy đứa không phải con bà. Nói gay gắt luôn ấy. Yeah. Và đó hình như là một cái điểm đầu tiên để đưa ông ấy đến với cái này. Thì vì cái nghèo chung của mọi người có, mà vì cái nghèo khổ của mẹ mình có, cho nên là sau này mình có nói lại là mình đi ra ngoài làm ăn ấy, vì cái quy luật của làm ăn ấy nó khắc nghiệt, nó ít cho phép có cái tình cảm trong đó. Nhưng mà mình là con người hình như là hơi bị quá, cho nên là cái thành công trong làm ăn có thể nó bị hạn chế khi mà mình để cho cái tình cảm, cái tình thương người nó chi phối cái đó. Ví dụ như mình nói là khi nhà máy mì của mình khi mà nó lỗ kinh khủng khiếp ấy, đúng ra là phải đóng cửa lại một thời gian cho cái khó khăn nó đi qua, nó đi. Thế nhưng mà đến đấy nhìn thấy gương mặt của tất cả những cái người làm việc đấy thì không nợ. Và mình cứ phải để cho làm, cứ để cho lỗ. Cho nên là vì như vậy thì khó làm giàu được. Khó. Giàu nó phải hơi lạnh lùng một tí. nó phải tính toán. Mà mình không cho là cái tính toán cái lạnh lùng là sai. Vì nguyên lý mà nói thì anh phải làm thế nào cho cái công việc nó tốt thì mọi người đi theo anh mới tốt được. Thế nhưng nó lại có một cái nguyên lý khác là thôi thà không tốt lắm. Thế nhưng mà đừng để cho những người xung quanh mình nó có một cái giai đoạn nó khó khăn. Lê Kiên Thành là một doanh nhân thành đạt, mặc dù ông không thừa nhận điều đó. Có điều đáng nói là sự thành đạt của ông không đến từ một vai trò hết sức đặc biệt là con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Sự thành đạt của ông sẽ còn tốt hơn rất nhiều nếu ông chấp nhận sống khác, làm khác ở một số ngõ rẽ của cuộc đời. Dẫu sao, ông vẫn hài lòng với những quyết định của mình. Cảm ơn quý vị đã xem Nói ra đừng sợ. Hẹn gặp lại quý vị lần sau.